Nên quán pháp môn giải thoát không hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán bậc cực hỷ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc cực hỷ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán năm loại mắt hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thần thông hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.